Sáng nay tại Cung thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng, hơn 3.000 cán bộ công nhân viên của tập đoàn công nghệ CMC ở mọi miền đất nước đã quy tụ về Đà Nẵng để cùng tham gia giải chạy bộ mang tên The Digital Heritage Race, gây quỹ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em nghèo. Với thông điệp sức khỏe thiện tâm, giải chạy đã tạo sự kết nối lan tỏa lớn trong xã hội. Thông qua giải chạy The Digital Heritage Race, tập đoàn CMC trao tặng món quà đầy ý nghĩa hơn 300 triệu đồng, tương đương với chi phí 30 ca phẫu thuật nụ cười cho các em nhỏ không may bị sứt môi hở hàm ếch thuộc diện hộ nghèo ở khu vực miền Trung. Với cự ly 3 km, các vận động viên đã tham gia với tinh thần đầy nhiệt huyết. Những bước chạy đã để lại cùng cộng đồng lan tỏa tinh thần thể thao và thể hiện trách nhiệm xã hội. Đây là năm thứ hai liên tiếp tập đoàn công nghệ CMC phát động giải chạy để ủng hộ tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile. Đây cũng là đoàn khách MICE lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay quy tụ tại thành phố Đà Nẵng qua chương trình hỗ trợ thu hút khách nội địa của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng.